Xin được cảm ơn đội tuyển đơn vị xã Yên Phong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với nền nhạc bài hát Việt Nam quê hương tôi do đội dân vũ thể thao xã Yên Phong biểu diễn. Xin quý vị một tràng thật nồng nhiệt để cùng chào mừng đơn vị xã Yên Phong ạ. Với bài hát Việt Nam quê hương tôi trên nền nhạc với kính thưa toàn thể hội thi, bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao được các thế hệ khán giả yêu thích trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ngày hôm nay.
Ca khúc với giai điệu hào hùng, tươi sáng, lạc quan đã ca ngợi tinh thần chiến đấu bất khuất của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Và tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với vũ điệu trên nền nhạc bài hát Cô gái mở đường, sáng tác nhạc sĩ Sơn Giao, do đội dân vũ đến từ xã Yên Đồng biểu diễn. Xã 15 đội thi, và có lẽ rằng ở trên sân khấu thì các chị vẫn cứ vui tươi phấn khởi biểu diễn phần thi của mình. Ở phía dưới thì chúng tôi nhận thấy đang rất là tập trung, căng thẳng, và tập trung cao nhất vẫn là các thành viên trong ban giám khảo ngày hôm nay. Vâng, sẽ tìm ra những đơn vị đạt được giải cao nhất thì thực sự hôm nay rất là khó, vì chúng tôi nhận thấy thì đơn vị nào cũng rất là đều, rất là đẹp, có đầu tư, có sự tập trung cao nhất của các diễn viên ngày hôm nay. Và chúng tôi đề nghị tới tất cả quý vị dành một tràng thật nồng nhiệt để cho ban giám khảo đấy ạ. Xin cảm ơn quý vị và xin chúc ban giám khảo chúng ta sẽ làm việc thực sự là khách quan để rồi chọn những đội có những điểm cao nhất ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với đơn vị xã Yên Thái với bài hát Nổi lửa lên em. Xin quý vị cùng chúc mừng xã Thái đi ạ. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.
Xin chúc mừng đội dân vũ xã Yên Thái đã mang